Quang Đẩu xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021. Thì chiều nay khoảng 14 giờ 20 thì khi nhà nghỉ đã mở cửa lại, và chính cái con đường Đặng Văn Nữ này đã hoạt động trở lại bình thường. Thì cái công trình của nhà nước, đây là cái công ty của công ty giao thông của tỉnh đã hợp thành làm lại cái đường cống thoát nước dọc theo cái con đường 19/4, tất nhiên là dọc bên hông của TTC Palace vào con đường Đặng Văn Nữ và Đào Duy Anh. Thì chính cái con đường Đặng Văn Nữ là nhà nghỉ của mình. Thì những năm trước đây, tính như là trước năm 2021 thì đã có những cái trận mưa, nói chung là mưa thì vẫn bình thường như những nơi khác. Thì cái con đường này chỉ khoảng một tiếng đồng hồ là nó sẽ ngập nước, và tôi sẽ ghi lại những hình ảnh đó để gửi cho các bạn xem. Mình nói cái sách mà cái chính, thì chính hôm nay là mình thấy công ty đã là thực hiện cái công việc này, thì mình rất mừng, mình cùng chia sẻ với các bạn gần xa, để thấy là nhà nước cũng là làm sao cải tạo được cái con đường có cống nước ở trước nhà để mà thoát nước. Tại vì phía sau ở nhà mình, cũng như là phía sau của con đường này về phía bắc thì nó giáp với cái kênh Bào, suối Tiên chảy xuống, thì người ta quen gọi là cái cầu Sở Muối trước đây đó. Cho nên là cái sự thoát nước thì nó cũng rất khó khăn. Thì mình có hỏi thăm là coi như là các anh em làm thì nói là chỉ cách mặt là con suối thì chỉ khoảng 70-80 cm thôi, chứ đây là cũng là vùng thấp rồi. Thì thôi, để mình ghi giới thiệu lại cho các bạn xem cái hình ảnh là những năm trước đây, xem con đường Đặng Văn Nữ này nó có phải thật là như mình nói hay không, nó ngập nước. Bây giờ để cho các bạn xem nha. Con đường Đặng Văn Nữ bữa nay ngập nặng anh em nha các bạn. À, coi như là trôi nhà Hồng Hạnh một luôn nè. Đó. Thôi nhà nước cải tạo gấp đi. Đề nghị ông Phường Phú Trinh là ông thành phố, coi như ông Điệp ông đã bị còng rồi. Rồi bây giờ là cải tạo con đường này ngay đi. Dân này khổ lắm rồi. Hả? Rồi sắp trôi Yên Bảo rồi. Hả? Không à, vừa nhà anh làm sao nó bay được. Đây nhà nghỉ 89 phản ảnh nha. Rồi tôi đang đi giữa cái hồ bơi của đường Đặng Văn Nữ đây. Đó, các bạn ở gần xa coi như là trong nước ngoài nước cũng đã thấy nha. Rồi mà nhất là thành phố Phan Thiết mình và Ủy ban Nhân dân phường phải thấy cái điều này. Làm đường mà không có cống là thôi chứ lấy gì mà chạy. Đây ngập hết. Con đường này bữa nay ngập hết. Mới có nửa tiếng đồng hồ thôi. Áo xanh áo đỏ gì đứng trước nhà hết là coi như là sợ nó trôi thôi.
Rồi cơn mưa là coi như là nhấp nháy rồi. Nếu mà hạt nặng nữa thì nặng hạt nữa thì có nước là cái con đường Đặng Nhân Ngữ này là trôi. Thưa các bạn, vừa rồi mình cũng cho các bạn xem lại cái hình ảnh nước ngập ở cái con đường Đặng Nhân Ngữ và xung quanh những cái con đường Đào Duy Anh và hướng về phía tây thì cũng có, nhưng mà thôi mình chỉ ghi lại cho các bạn xem lại cái con đường ngập nước của Đặng Nhân Ngữ. Đó, các bạn thấy bây giờ nếu mà làm cái bi cống cỡ này thì thấy cũng không ổn. Tại vì các anh này anh nói là coi như là chỉ cách mặt nước của cái suối Tiên này chỉ khoảng 70-80 cm thôi. Nhưng mà nếu mà nó qua những cái hố ga mà bị kẹt á, thì không thể nào mà chảy được, thì nó sẽ trào ngược lên. Đó, nó sẽ trào ngược lên thôi. Đó, thì mình không hiểu là cái tình hình này sau khi mà làm xong thì không biết là có những cơn mưa mà đổ dài vài tiếng đồng hồ thì không biết như thế nào, cho nên là mình cũng chưa biết. Nhưng mà cái công trình đó các bạn thấy không? Bây giờ móc mà nó lõm vào cái phía trước nhà như thế này, mà nếu mình đặt giả sử nha, là giả sử mà nếu mà tối nay mà có một cơn mưa lớn thì nó len nước vào trước nhà thì có thể là sập ở đằng trước. Cho nên là cái kỹ thuật này làm thì như thế nào thì mình không rõ, mà nếu mà làm như vậy thì mưa lớn thì không ổn. Thì qua cái tình hình này thì nói chung là một điều rất đáng mừng là phía trước thì cải tạo cái đường cống thoát nước. Phía sau nhà mình thì chưa có gì, nhưng mà cắt một con đường bên hông thì có một cái công viên giống như mấy bữa mà mình đi test nhanh thì có một công viên. Và các bạn thấy bây giờ là khi mà đặt cái bi này xuống, tất nhiên là hôm nay là làm là tới đối diện trước nhà mình rồi, và làm ở phía trước này mà trở hết cái đầu đường tới đầu đường Phạm Văn Thạch thì sẽ quay lại và làm phía bên mình, làm hai bên. Mình cứ tưởng rằng là ở phía sau nhà mình là có cái cống hồi trước là giải cỏ nhà mình là cũng do cái cống nước đó, cái cống nước là coi như xây. Còn cái này là để bi thì mình thấy là nếu mà nước nhiều quá thì cũng có thể là bị ngập thôi. Cái đường bi này là quá nhỏ. Ở ngoài sau thì xây thì rất là rộng, không rất mấy. Nói chung là mấy anh em này làm thì có xe này thì cũng ổn, cào vừa lắp rồi vừa sang lại cái lỗ cống. Nói chung là để dọn đường để cho người ta lưu thông. Tại con đường này là đường hoạt động cho cái khu vực nhà nghỉ. Thì cách ảnh bữa đi là cũng giăng dây là cách ly đó. Và đây là công trường đang thi công. Nhưng là vừa dứt điểm cái chỉ thị mở rộng thì cho bà con sinh hoạt lại, nếu không có bị giới nghiêm nữa thì nhà nghỉ cũng không có khách đó. Và làm đường này như thế này nữa thì người ta cũng rất ngại, người ta cũng ít làm. Tình hình dịch bệnh căng ke. Các anh đem lắp cái cống trước nhà của em Khanh này xong rồi là chuẩn bị về. Tình hình dịch bệnh nói chung là cũng đang lắp le thiết lại hơi căng. Các em nhỏ đang ở nhà coi như là học trực tuyến, rất là khổ, bố mẹ rành rọt gì đâu.
cho nên là học sinh cũng hơi căng. Và tình hình dịch bệnh này chúng ta đem lại cái sự phiền phức lớn, gieo đau thương cho tất cả các bà con trong nước. Nói chung là điều đáng mừng đó, nhưng mà biết tình hình là cái gì, khi làm cống này thì nước cái mùa tới này có như thế nào mà mình muốn cầu mong là đừng có ngập, giống như cái đoạn clip hồi nãy mình gửi cho các em xem, giống như biển hồ lai láng. Mình cũng ghi lại những hình ảnh này để gửi cho anh em xa gần xem nha. Rồi, xin chào các bạn. Và chúc các bạn vui vẻ bình an trong mùa dịch, đề phòng sức khỏe, giữ gìn sức khỏe tốt. Xin chào nha.